Nha, không nhận chó người ta chửi nha, tụi bay là lũ súc vật, cãi là tao thưa tụi bay lên chính quyền là tụi bay phải đi. Mỗi lần chuyển chỗ cực lắm, dưới Hóc Môn là anh chị chuyển lên đây là 5 xe tải. Có nhiều người không nhận nha, không nhận chó người ta chửi nha. Không nhận chó. Kiểu giống như giống nãy nói là trường hợp là kiểu giống như đẻ con xong rồi bỏ chó đó, nói, chị Như không nhận thì nói, ủa vậy lập cái nhóm chi vậy? Ủa tôi này là cá nhân, chị Như nói là ủa này cá nhân em thích thì em làm thôi mà chị, chứ em đâu có ai xin gì chị đâu, mà tự nhiên cái chị không nuôi thì bỏ em, xong cái em không nhận thì chị chửi em. Có nhiều người nhắn đủ kiểu hết á, chị Như không nhận là nhiều nhiều cách chửi lắm. Ca nặng nhất là nếu mà đợt là anh chị qua bên nhà kia á, người ta chửi nó là tụi tất cả nói anh với chị Như, à tại vì anh dắt chó qua đối diện đường á, thì tại con chó nó mới về nó hơi hung dữ, anh cho nó đi cho thông thả đó, ổng đứng từ nhà ổng chửi nó, tụi bay là lũ súc vật á. Trời. Giờ mình phải ẩm đi dắt con chó vô lại thôi chứ đâu có dám nói gì cả. Tại người ta cứ lấy tụi này ra làm cái bình phong để nói anh chị mà. Tại vì anh chị nghĩ tụi này thôi chứ nếu mà lỡ ngoài đường ra ai cái nghe câu đó cũng khó chịu đúng không? Trời, chị chửi. Xong nói là tụi bay mày mà cãi là tao thưa tụi bay lên chính quyền là tụi bay phải đi. Mỗi lần chuyển chỗ cực lắm. Dạ đúng rồi, di chuyển bọn này chị rồi đợt mà lắm, từ rồi. Anh chị qua bên từ chỗ dưới Hóc Môn là anh chị chuyển lên đây là 5 xe tải, mà từ chỗ khúc này lên đây là 8 xe tải rồi đó.